Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Vĩnh biệt đau nhức xương khớp chỉ nhờ hai quả khế chua, kết quả tuyệt vời, triệu người làm theo. Quý vị thân mến, trong dân gian thì quả khế được biết đến với nhiều công dụng như chữa mặn ngứa, dị ứng ngoài da, cảm cúm, viêm họng, ho khan, ho có đờm. Tuy nhiên loại quả này còn có một công dụng vô cùng tuyệt vời nữa mà chắc hẳn rất ít người biết đến. Đó là làm thuốc chữa bệnh đau xương khớp. Theo các danh y, chữa đau xương khớp bằng quả này không chỉ là bài thuốc an toàn, tiết kiệm mà còn có thể giúp người bệnh điều trị tận gốc căn bệnh cực kỳ khó chịu này. Công dụng tốt là vậy, được ví là ngang với thần dược. Cách thực hiện cũng đơn giản, nhưng mà cụ thể thế nào thì không phải ai cũng nắm rõ. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn bài thuốc đặc trị đau nhức xương khớp từ khế chua hiệu quả. Dù quý vị có bị đau nhức xương khớp nặng đến mấy cũng không sợ tái phát. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Theo y học cổ truyền, trong quả khế chua có chứa rất nhiều chất có tác dụng tiêu viêm, kháng viêm, giải độc, thanh nhiệt, giúp giảm đau nhức hiệu quả. Dưới cấp độ y học hiện đại, các nhà nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh khế chua có nhiều tác dụng đáng kể trong việc cải thiện các triệu chứng của bệnh đau xương khớp. Đặc biệt, khế chua chứa một lượng lớn vitamin C và hàm lượng flavonoid dồi dào. Đây là những chất quan trọng giúp tiêu trừ gốc tự do, tăng tổng hợp collagen và duy trì sức khỏe bệnh xương khớp. Hàm lượng canxi không nhỏ trong loại trái cây này cũng là yếu tố rất tích cực giúp ngăn ngừa loãng xương và các bệnh xương khớp mãn tính của chúng ta. Có thể khẳng định, dù ở cấp độ y học hiện đại hay trong y học cổ truyền, thì quả khế đều là dược liệu vô cùng tuyệt vời trong việc phòng ngừa và điều trị bệnh đau xương khớp. Sau đây là các cách chữa đau xương khớp hiệu quả bằng khế chua. Cách 1. Khế chua kết hợp lòng đỏ trứng gà. Chắc hẳn nhiều quý vị khán giả ngồi đây chưa biết cách chữa bệnh đau xương khớp bằng khế chua và lòng đỏ trứng gà. Tuy nhiên thực tế, đây lại là một cách chữa bệnh dân gian được rất nhiều người truyền tai nhau, thực hiện rất đơn giản và nhiều trường hợp đã đạt được kết quả như ý. Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm từ một người đã rất thành công áp dụng bài thuốc này và cho đến nay đã được gần 2 năm, nhưng bệnh không tái phát. Hy vọng sau khi áp dụng thì quý vị và nhiều người bệnh khác có thể nói lời tạm biệt với căn bệnh khó chịu này. Nguyên liệu gồm một quả khế chua xanh, một quả trứng gà ta còn mới. Cách làm như sau. Các bạn lấy quả khế, rửa sạch, rồi ép lấy nước, lọc sạch bã. Sau đó lấy nguyên phần lòng đỏ trứng gà, cho vào và khuấy đều. Có thể cho thêm vài hạt muối và cứ thế khuấy cho đến khi tan hết trứng. Các bạn uống liên tục trong 7 ngày và uống một lần trước bữa ăn sẽ thấy hiệu quả giảm đau rõ rệt. Sau đó còn tùy vào triệu chứng, nếu cảm thấy còn đau thì tiếp tục uống vài ngày. Nếu cơn đau đã không còn thì không cần uống nữa. Cách làm này là một cách làm dân gian đã được nhiều người áp dụng, rất đơn giản và cũng không hề khó uống. Kiên trì áp dụng cách này sẽ thấy hiệu quả rõ rệt, giảm đau nhức vùng cột sống, hạn chế sự sơ cứng và ứ động khí huyết. Cách này cũng hạn chế sự hình thành gai xương, cũng như tác động của nó đến các bộ phận khác trên cơ thể. Cách 2. Khế chua ngâm đường phèn. Nếu cảm thấy cách thứ nhất quá khó áp dụng thì các bạn có thể thử với khế chua ngâm đường phèn. Theo các chuyên gia, sử dụng khế chua ngâm đường phèn không chỉ có tác dụng giảm đau, tiêu viêm, đặc trị các bệnh về xương khớp mà còn giúp phổi được thanh nhiệt, giữ ấm. Ưu điểm của bài thuốc này là có thể làm một lần và sử dụng được vài ngày nên tiết kiệm được thời gian hơn cho chúng ta. Cách làm như sau. Chuẩn bị một quả khế chua và 200g đường phèn, 1 ít muối và lọ thủy tinh sạch. Đầu tiên, quý vị hãy rửa sạch. Đầu tiên,
quý vị hãy rửa sạch sẽ khế chua, gọt bỏ đường viền, sau đó ngâm trong nước khoảng 30 phút để loại bỏ hết tạp chất bụi bẩn. Sau đó vớt ra để ráo nước. Chúng ta tiếp tục ép khế chua và lọc lấy nước ép nguyên chất. Sau đó, cho nước ép khế và đường phèn vào nồi, đun nhỏ lửa cho đến khi đường tan hết và để nguội là có thể dùng được. Quý vị cũng có thể sử dụng khế chua cắt lát, chưng cùng đường phèn cho đến khi tan hết đường. Sau đó trộn lẫn hai hỗn hợp trên và bảo quản trong ngăn mát dùng. Sau 3 ngày, quý vị sử dụng ngày 3 lần, mỗi lần khoảng 1 thìa ăn cơm và kiên trì thực hiện đều đặn trong 1 tuần. Khi uống có thể uống trực tiếp hoặc pha với nước ấm. Sau 7 đến 10 ngày thì sẽ thấy hiệu quả. Tuy nhiên, người đang cho con bú hoặc người đau dạ dày thì không nên áp dụng cách này. Cách 3. Khế chua ngâm mật ong. Như chúng ta đều biết thì mật ong là một loại canxi tự nhiên, có hiệu quả trong việc giảm sưng, giảm phù nề. Bởi vậy, mật ong được kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau để hỗ trợ giảm thiểu các cơn đau do viêm khớp, thoái hóa khớp, thoát vị đĩa đệm gây nên. Khế chua ngâm mật ong không chỉ tốt cho bệnh nhân đau nhức xương khớp, mà còn giúp giảm đau họng, viêm họng cực kỳ hiệu quả. Chúng ta có thể tự làm cho gia đình mình một hũ khế chua ngâm mật ong theo cách sau đây. Chuẩn bị mật ong nguyên chất và 2 đến 3 quả khế chua. Khế chua rửa sạch để ráo nước và cắt lát. Hãy nhớ bỏ phần cuống và rìa, thái lát mỏng vừa phải. Ngâm khế pha mật ong trong lọ thủy tinh có nắp kín để khoảng 3 đến 5 ngày là có thể dùng được. Chúng ta có thể ngậm nhiều lần trong ngày, mỗi lần dùng khoảng 2 thìa cà phê uống trực tiếp. Phần chưa dùng đến nên bảo quản ở nơi thoáng mát hoặc an toàn nhất là trong ngăn mát của tủ lạnh. Quý vị và các bạn thân mến, có những nghiên cứu đã phát hiện ra các loại đồ ăn có khả năng phá hủy kết cấu chắc khỏe của xương một cách nặng nề. Nhưng chúng ta lại ít quan tâm đến điều đó. Nguy hiểm là xương có vấn đề ở mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ không cảm nhận rõ. Nhưng đến khi triệu chứng đã nặng thì khả năng chữa trị sẽ vô cùng khó khăn. Thức ăn chính của xương là canxi, nên việc bổ sung canxi thường xuyên bằng cách ăn uống là vô cùng cần thiết. Những kiểu ăn, loại đồ ăn sau đây được xếp vào danh sách đen khi ăn vào cơ thể sẽ phá hủy xương nhanh chóng. Quý vị nên tránh xa. Số 1. Chế độ ăn nhiều thịt, ít tinh bột. Theo giáo sư Phạm Chí Hồng, khoa dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Viện Thực phẩm, người nào giữ thói quen ăn nhiều chất đạm, món ăn có tỷ lệ đạm cao mà lại kèm theo việc bổ sung các món tinh bột với mức thấp. Nếu không ăn đủ rau sẽ làm tăng khả năng bị mất canxi. Số 2. Thịt gà. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh về xương khớp thì thịt gà là món ăn nằm trong danh sách không nên ăn. Nguyên nhân người bị bệnh xương khớp nên kiêng thịt gà bởi thịt gà có chứa nhiều kẽm, có khả năng phá vỡ cấu trúc sụn. Ăn nhiều thịt gà không chỉ làm triệu chứng đau thêm phần nghiêm trọng mà còn khiến vùng khớp bị viêm trầm trọng hơn. Số 3. Ngô. Ngô vốn là loại thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe, nhưng đối với những người bị đau xương khớp thì lại nên hạn chế. Quý vị nên tránh ăn ngô, bởi trong ngô sẽ có những thành phần gây dị ứng dưới dạng viêm khớp. Do đó cần chú ý, hiện tượng dị ứng này sẽ khiến những người đang mắc bệnh xương khớp xuất hiện những cơn đau buốt ở vùng đầu gối, gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh hoạt. Số 4. Thịt đỏ. Các loại thịt đỏ có chứa hàm lượng đạm cao là nguyên nhân khiến tình trạng viêm của cơ thể trở nên trầm trọng hơn. Đối với những bệnh nhân bị đau mà nguyên nhân là do bệnh gút gây ra, thì khi ăn những loại thực phẩm chứa nhiều đạm này không khác gì tự hại chính mình, khiến đau nhức dữ dội, thậm chí không đi lại được. Nếu không muốn cơn đau thêm trầm trọng thì phải tránh xa các loại thịt đỏ giàu đạm như thịt chó, thịt bò, thịt trâu, thịt dê. Thứ 5. Nội tạng động vật. Đối với những bệnh nhân bị đau xương, đau khớp gối thì nên tránh xa những loại thực phẩm có nguồn gốc từ nội tạng động vật.
Trong nội tạng có chứa rất nhiều cholesterol với hàm lượng cao. Chất này không tốt cho sức khỏe của tim cũng như hệ thống xương khớp, khiến cơn đau ngày càng trở nên dữ dội hơn. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy đa số những người yêu thích ăn nhậu, thích rượu bia và nội tạng động vật đều có biểu hiện đau xương khớp sau khi ăn. Vì đây là loại thực phẩm cực kỳ có hại cho sức khỏe. Thứ 6, muối. Hẳn rằng chúng ta đều nghe qua, ăn nhiều muối thì hại thận. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc ăn quá mặn cũng gây ra những vấn đề cho xương khớp. Những cơn đau xương khớp sẽ trở nên dữ dội hơn khi bạn ăn quá nhiều muối. Muối là loại gia vị thiết yếu cho sức khỏe, không thể thiếu trong nấu nướng. Nhưng việc dùng muối không đúng cách lại là nguyên nhân gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Dư thừa muối sẽ ngăn cản sự hấp thụ canxi của xương, từ đó dẫn đến hiện tượng loãng xương, và đó là lý do trẻ em không nên ăn mặn, không nên ăn quá nhiều muối. Người lớn nếu ăn thừa muối sẽ dẫn đến các vấn đề về xương khớp như viêm khớp. Chính vì vậy, chúng ta chỉ nên tiêu thụ muối một cách vừa phải. Những người bị đau xương thì nên giảm thiểu muối và bỏ thói quen ăn mặn. Thứ 7, ăn kiêng quá mức. Nhiều người trong số chúng ta sợ tình trạng béo phì, thừa cân nên ăn kiêng vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên cách ăn uống mất cân bằng này lại là nguyên nhân gây ra thiếu dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể, từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cách ăn uống mất cân bằng này lại là nguyên nhân gây ra thiếu dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể, từ đó khiến cho xương bị ảnh hưởng, thiếu khả năng hấp thụ canxi. Dài ngày sẽ rất có hại cho xương khớp. Theo các chuyên gia y tế, xương khớp cần được xây dựng và bồi bổ trong suốt khoảng thời gian dài, thậm chí là cả đời. Nếu chúng ta không biết chú trọng đến vấn đề này, thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Một khi mắc bệnh về xương khớp sẽ rất khó. Chất lượng cuộc sống và tuổi thọ đều suy giảm. Chính vì sức khỏe xương khớp có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến chất lượng cuộc sống của chúng ta, nên chú trọng đến sức khỏe xương khớp là điều cần thiết. Quý vị và các bạn hãy thực hiện ăn uống theo những khuyến cáo nêu trên. Nếu có bệnh thì nên kịp thời chữa trị để bệnh không gây ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của chúng ta. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. Đắp gừng vào rón, nhận ngay 5 lợi ích kỳ diệu cho sức khỏe. Gừng là một loại gia vị phổ biến trong căn bếp của mỗi gia đình nhờ có dược tính mạnh. Gừng không chỉ được sử dụng trong nấu nướng mà còn mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe theo những cách dùng khác nhau. Đơn giản, chỉ cần đắp vài lát gừng vào rón, bạn đã có thể nhận được những thay đổi tích cực cho sức khỏe. Tác dụng số 1, phòng chống ung thư. Gừng rất giàu chất gingerol, có tác dụng chống ung thư mạnh, đặc biệt đối với ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng. Gừng có tác dụng ức chế rất tốt. Dùng gừng để đắp vào rón, tinh dầu gừng sẽ đi qua đường tiêu hóa để cơ thể khỏe mạnh hơn, miễn dịch tốt hơn, góp phần đạt được hiệu quả nhất định đối với việc phòng bệnh ung thư. Ngoài dùng gừng đắp vào rón, bạn cũng có thể duy trì thói quen uống đều đặn 1-2 cốc trà gừng mỗi ngày để có tác dụng thông xoang, long đờm, ngăn ngừa bệnh vặt. Tác dụng số 2, giúp bạn ngủ ngon hơn. Cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực khiến chúng ta ngủ ít và khó ngủ hơn. Mất ngủ thực sự rất nguy hiểm. Nó có thể là nguyên nhân gây trầm cảm, rối loạn lo âu, stress, tim mạch và thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn có thể đặt một lát gừng mỏng lên rón. Mùi thơm và khí ấm của gừng sẽ đả thông kinh mạch, làm thư giãn cơ thể, kích thích các dây thần kinh và từ đó giúp họ đi vào giấc ngủ ngon hơn, ngủ sâu hơn suốt đêm. Tác dụng số 3, điều chỉnh chức năng tiêu hóa. Một số người có thói quen ăn uống kém khoa học như ăn quá no hay bỏ bữa, ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước uống có ga, thường xuyên ăn đồ cay, đồ chua. Về lâu dài, thói quen xấu này sẽ khiến chức năng đường ruột bị rối loạn, có thể dẫn đến viêm ruột. Lúc này bạn có thể đắp vài lát gừng lên rón trong một đêm ngủ. Tinh dầu gừng sẽ đi qua rón để đả thông kinh mạch,
bổ dạ dày, thúc đẩy nhu động ruột và giúp tiêu hóa tốt hơn. Cách này sẽ tránh táo bón, tiêu chảy, giúp ruột hoạt động trơn tru, điều trị các triệu chứng của viêm ruột. Tác dụng số 4, giảm đau bụng kinh. Nhiều người phụ nữ có cơ địa lành, nhất là vào mùa đông trong thời kỳ kinh nguyệt, cơn đau bụng có thể bị gây ra do lạnh. Lúc này bạn có thể dùng gừng đắp lên rón, có tác dụng giúp cơ thể tiêu trừ cảm lạnh rất hiệu quả, đồng thời có tác dụng làm ấm tử cung, làm giảm cơn đau. Như vậy, nếu chị em bị đau bụng kinh thì có thể dùng gừng để đắp vào rón. Tác dụng số 5, tránh xây tàu xe. Xây tàu xe, xây sóng luôn là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Để giảm bớt cảm giác khó chịu, nhiều người uống thuốc chống xây, nhưng đôi khi không có tác dụng như mong muốn. Cách đơn giản và hiệu quả hơn là đắp gừng lên rón, giúp cơ thể cải thiện tình trạng xây tàu xe, xây sóng hiệu quả hơn cả uống thuốc, lại không phải lo tác dụng phụ. Khi đắp gừng, bạn nên lưu ý, không nên đắp gừng khi có vết thương hở. Mỗi lần đắp chỉ nên sử dụng 1 đến 2 lát mỏng để đắp vào rón. Người có tạng nóng hay lỡ miệng, táo bón không nên tiêu thụ gừng và các sản phẩm chứa gừng vì nó có thể gây ra tình trạng nặng nề hơn. Bằng cách dùng gừng rất đơn giản, bạn đã có được những lợi ích sức khỏe hết sức tuyệt vời. Hãy lưu ngay cách dùng này để sử dụng khi cần thiết. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Cụ bà thọ 100 tuổi không bệnh nhờ thường xuyên ăn bộ phận này trên con lợn. Bạn có tin rằng có những con người sống tuổi thọ trên 100 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh như vâm, không mắc các bệnh mà những người lớn tuổi bình thường hay mắc? Thậm chí ngay cả những người này còn đều đặn lao động chân tay mỗi ngày, đêm thì ngủ một mạch đến sáng, quanh năm suốt tháng không bao giờ cần đến bệnh viện hay gặp bác sĩ. Đó là câu chuyện có thật của một cụ bà họ Tống tại vùng núi Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cụ Tống là một trong số những người già khỏe và sống rất thọ tại vùng này. Quanh năm không biết thuốc, ăn uống thì đạm bạc, thậm chí còn làm lụng vất vả. Do đâu mà cụ Tống cùng những người khác tại vùng này đều có tuổi thọ rất cao? Khi câu chuyện này được biết rộng rãi thì các chuyên gia đã tìm hiểu về cách ăn uống hàng ngày của cụ và tìm ra bí quyết sống thọ đến từ một món ăn hết sức quen thuộc, đó chính là dạ dày lợn. Chuyện là kinh tế vùng nông thôn tự cung tự cấp, mọi người nuôi lợn chung đến ngày đến tháng thì thay nhau thịt để lấy đồ ăn tích trữ ăn dần. Tuy nhiên, món được yêu thích đặc biệt chính là dạ dày. Cụ Tống cùng những người hàng xóm của mình bình thường chia nhau nấu luôn, hầu như từng nào cũng ăn một món làm từ dạ dày lợn. Rất sao lại khỏe mạnh như vậy? Theo đông y, dạ dày lợn mang tính ấm, có tác dụng bổ chung châu tỳ vị, bổ khí, chữa bệnh lao, mệt, yếu, nóng trong người, kẻ tích trong dạ dày. Trẻ em nếu dùng món này đúng cách, còn giúp điều trị da mặt vàng, kiết lỵ. Món ăn này cũng giúp điều trị bệnh hen suyễn và tăng cảm giác thèm ăn. Trong quan niệm của y học cổ truyền Trung Quốc, canh dạ dày lợn đặc biệt tốt cho cơ thể, đặc biệt là sức khỏe của người già. Khi đã biết được điều này rồi, các bạn hãy thường xuyên nấu món dạ dày để tăng cường bồi bổ sức khỏe cho bản thân và cả gia đình. Theo sách y học cổ Bản Thảo Cương Mục của Trung Quốc, dạ dày lợn được các lương y thời đó đánh giá tốt ngang 10 vị thuốc. Trong thực phẩm này chứa thành phần có tác dụng bổ sung dạ dày và dưỡng khí, đặc biệt rất thích hợp cho người suy nhược và thể trạng yếu. Nhờ thường xuyên ăn món canh dạ dày, cụ Tống khỏe mạnh, miễn nhiễm bệnh tật. Đó là vì dạ dày có công dụng tăng cường hệ miễn dịch rất tốt. Dạ dày lợn có nhiều thành phần giúp bồi bổ và dưỡng khí, cho nên rất phù hợp để bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cơ thể có năng lượng chống bệnh tật. Ăn món này điều độ đúng cách sẽ giúp tăng cường miễn dịch và chúng ta cũng sẽ giảm bệnh vặt hơn. Người già rất nên ăn canh dạ dày vì nó tốt cho dạ dày và đường ruột của chúng ta, trong khi sức khỏe đường ruột có quyết định đến 70% sức khỏe tổng thể. Trong đông y, dạ dày lợn có tính ấm,
nên giúp thúc đẩy quá trình hóa học và hấp thụ của dạ dày. Đồng thời món ăn này cũng cải thiện chức năng đường tiêu hóa, nâng cao khả năng bài tiết chất độc của cơ thể và giảm gánh nặng cho dạ dày. Trời lạnh như vùng núi Tứ Xuyên hay mùa đông ở miền Bắc thì bạn cần nên ăn món này để giữ ấm cho dạ dày. Ngoài ra, dạ dày đặc biệt tốt cho người lớn tuổi vì nó giúp bồi bổ khí huyết, làm ấm cơ thể tự nhiên. Nhờ đó mà hoạt động của các cơ quan trong cơ thể luôn diễn ra trơn tru, hiệu quả và ít gặp vấn đề. Quý vị và các bạn có thể thấy dạ dày là món ăn đại bổ cho sức khỏe. Tuy nhiên, để có được những công dụng quý giá mà chúng ta cũng cần lưu ý một số điều khi sử dụng dạ dày trong bữa ăn. Tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không nên ăn dạ dày lợn hàng ngày. Trong dạ dày có chứa hàm lượng cholesterol tương đối, nếu ăn liên tục sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Vậy nên hãy kiểm soát việc ăn dạ dày lợn, chỉ nên ăn mỗi tuần một bữa là hợp lý. Lưu ý thứ hai là về thời gian chế biến dạ dày. Dạ dày lợn là bộ phận tiêu hóa của con lợn, cho nên rất dễ bị nhiễm nhiều loại độc tố xâm nhập. Nếu sơ chế không sạch sẽ hoặc nấu chưa chín, chúng sẽ không bị nhiệt độ tiêu hủy và xâm nhập vào cơ thể. Vậy nên hãy nấu ít nhất 2 giờ đồng hồ để khử hết độc tố và mùi hôi, giúp món ăn bổ dưỡng hơn. Cuối cùng, nếu bạn là người cao huyết áp, người mắc bệnh tim, có lipid máu cao hoặc béo phì thì cũng không nên ăn dạ dày lợn, bởi việc làm này có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình điều trị bệnh. Chỉ cần lưu ý 3 điều trên và sử dụng dạ dày hợp lý, đúng cách, bạn có thể bổ sung dạ dày như một món ăn giúp tăng cường sức khỏe cho cả nhà. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.